Tôi đang nói về vấn đề đạo đức của một con người đối với một con người. Bà con nên nhớ những cái câu mà Tuấn vẫn còn nói, đến bây giờ mình nghe cũng cảm thấy giật mình. Tuấn nói một câu rằng sau khi chị Hà chìm cái hỷ xuống đó rồi, cái nhân chèo lên cái xuồng làm 10 đến 15 phút để quan sát tìm hiểu xem thế nào. Đây là một cái mà đánh giá vào cái tình người anh này nó không có. Tôi đang nói về cái tình người chứ còn nói cái chuyện mà tình cảm vợ chồng. Chắc anh rằng tình cảm vợ chồng của anh với chị Hà là không có. Vì bên cạnh anh là vẫn còn có những em út, vẫn còn có những là con vợ bé, những con girl. Làm chi có cái chuyện mà anh dành tình cảm với chị Hà, quý bà con. Cho nên cái vấn đề mà nó tình cảm anh Tuấn dành cho chị Hà mình thấy quá xa xỉ, nó không có phù hợp trong cái thời điểm đó. Cho nên ảnh mới có những động thái là ngồi trên ghế để quan sát tình hình. Đây là một hành động mà phải thể hiện cái bản chất của một thằng bất nhân. Đấy, một thằng bất nhân nó mới là ngồi trên ghế, nó chờ để chứng kiến vợ nó chết như thế nào. Chứ về tâm lý chung, chỉ cần thấy vợ mà nhảy xuống đó mà hụt xuống, bỏ hết tất cả lao xuống với con vợ liền. Đà. Và có những chi tiết mà tôi đã từng phân tích ở kênh Lang Thang Sài Gòn. Có nghĩa là mất thời gian đến là cái vấn đề chạch xuồng, đến vấn đề là cái như khi anh phát hiện vợ anh chết, anh nói những câu từ gì. Tôi cũng đã chia sẻ rất rõ. À, có một câu từ nó đủ chết rồi còn đổi lên Hà. À, có những cái mà nó thật sự mình để ý lắm mới nghe nhẫn câu từ đó, nghe những câu từ được. Chứ còn nếu lướt qua tôi đảm bảo với con là xem như là nó phanh hết trơn. À, có những câu từ đó mình mới môi ra được cái bản chất thật sự của anh này. À, và hôm nay cũng vì vấn đề đó mà có những cái mà cái như là anh Tuấn anh vẫn là qua mạch được một số người. À, qua mạch được một số người mà một số người đó bà con biết là ai không? À, những người đang ủng hộ ảnh là chỉ có những người trong họ anh thôi. Nói thật sự quý bà con, những người bây giờ đang ủng hộ anh Tuấn thì chỉ có những người nằm trong họ ảnh. Đấy, mà những người nằm trong họ ảnh thì chắc ăn rằng có một số người cũng không thể mà thoát được cái bệnh này được. Có nghĩa cái bệnh đây, cái bệnh anh Tuấn là cái bệnh anh lây. Bệnh lây chắc ăn sẽ một trong những người sẽ dính bệnh đó. À, bà con cứ chờ đi, cứ tin đi. À, cho nên mình coi như là không phải là bách ép một cái gì, nhưng mà thấy cái điều đây nó quá vô lý. À, tự nhiên đã như thế rồi mà coi như là cá người nhà vẫn còn là tung hô cổ xí, không có một cái gọi là đi coi như là theo vấn đề là tố giác. À, mà vẫn còn là coi như là không coi như là lên tiếng gì cả, mà thậm chí còn có những cái chiêu trò PA đầu vuốt dê. Đây là một trong những cái mà tôi cảm thấy là cái như rất cái như là có khả năng. Còn nhiều lắm, nhiều gì tôi nói là nhiều gì cũng là chung một chuyến xuồng. Ở chứ không phải là một mình đâu. Đó, chuyến xuồng này đi là không cô đơn. Chuyến xuồng này là không cô đơn cái gì, chuyến xuồng này là có cặp có đôi hết. Bà con mời bà con nghe cái đoạn này nha. Bà con vui lòng cho Lâm Hà Sài Gòn xin một like nha quý bà con để cho cái clip có sự lan tỏa. Do trời đang mưa, hôm nay là trời đang mưa và cái như là cái cơn mưa là kéo dài này hơn đến bây giờ là khoảng là hơn một tiếng đồng hồ rồi. Đã có hơi ồn một xíu thì bà con cũng hết sức cho thông cảm nha. Ủa gì nó nói vợ bên kia nói đàn nghiêng về bên vợ em nói sao có nghiêng theo tôi thừa em không? Giờ lặng hôm qua cũng vậy nên em chỉ đang lặng đây nè. Vợ về nó kêu nhập về cho ông chú vậy đó ông Dưỡng Minh. Bà con nghe đoạn này. Có nghĩa là đến cái thời điểm mà ngày thứ 11, 12 rồi mà anh vẫn còn là ma mị nguyên cả một cộng đồng. Bà con nên để ý cái câu này. Có nghĩa là trong lúc quá trình là cái như là thợ lặn đang lặn thì anh điện qua con gái anh yêu cầu thợ lặn là không tham gia vào cái vị trí đó mà bước lên ghê để đi tới vị trí anh chỉ định để lặn xuống. Mà anh giải thích rằng vấn đề do vợ nhập vô xác người nào đó rồi kêu gọi cho nên là ảnh thương vợ quá ảnh phải làm theo. Đúng không vậy? Thương cái chi mà con vợ nó sống nhe răng ở đấy anh cứ chửi lên chửi xuống. Anh còn cái dùng cú đấm để nói chuyện mà bây giờ bảo là thương vợ quá nên ảnh phải là chấp nhận. À, kêu anh thợ lặn lên để chuyển anh thợ lặn sang vị trí ảnh ấn định. Bà con nghe hết câu này ha.
xíu rồi anh. Cái gì nó nói với vợ bên kia nói đàn nghiêng về bên vợ em nói sao có nghiêng theo tôi thừa em không? Giờ lặn hôm qua không vậy nó em chỉ đang lặn đây nè. Vợ về nó kêu nhập về cho ông chú vậy đó, ông trưởng mới điện mới chỉ đó đó. Mới kêu nhóm gái chạy ngay đó kiếm mẹ. Cái đâu thừa em là lặn chỗ này, chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia đi tùm lum nha. Đó. Vợ gì à? Nhập vô ông chú nào đó nha, bà con nên nhớ là ông chú nào đó, rồi mới điện cho ông Dượng, rồi ông Dượng mới điện cho ông. Có nghĩa rằng ở đây là mình không biết là ông Dượng nào, Dượng 9, Dượng 10 hay là Dượng 4, Dượng 5 đó, mình không biết đó. Nhưng mà có câu là chị Hà nhập vô xác của ông chú nào đó rồi điện cho ông Dượng, rồi ông Dượng mới điện qua cho ảnh. Có nghĩa rằng bà con nhớ đây là một trong những câu từ mà Túng đang tiếp tục ma mị. Có nghĩa là thời điểm này là người Dượng, ông nói là người Dượng đang ở trên xà lan, đang giám sát cái quá trình tìm kiếm của một số thợ lặn đi cùng với A Sinh. Đó. Trong chuyến đò đó có con gái của ông luôn, con gái của ông Túng luôn. Đó là con Bê Linh. Anh nói là cái như là do vợ gì nhập vô đột xuất quá. Ha. Thợ lặn đang lặn ngon ơ luôn, bắt đầu là cái như là chị Hà dìa đột xuất quá, bắt đầu là nhập vô cái ông chú nào, rồi mới là ông chú đó mới điện qua chỗ Dượng, mà tôi nghĩ đây là Dượng 10 ha. Nhập qua chỗ cái ông chú đấy, ông chú điện qua Dượng 10 nói con Hà không ở đấy đâu, con Hà bây giờ nó đang ở trong cái đám bèo, đang ở trong cái đám lục bình đó, cho nên là cái như là báo ông thợ lặn, mà ông thợ lặn ông đã lặn xuống, ông tìm cái quần mà ông dớt lên cái quần của thợ điện rồi đúng không vậy? Đó, ông thợ lặn đấy, ông lặn xuống tới đấy, ông lấy lên cái quần của thợ điện, có nghĩa là để ông chứng minh rằng ông đang lặn xuống tới đấy. Thì lúc đó anh Tuấn anh hoảng quá, bắt đầu là cái khi nghe Dượng 10 mà thấy cái quần mà thợ lặn đem lên á, điện cho anh Tuấn hoảng quá, bắt đầu điện qua cho con gái yêu cầu thợ lặn lên đấy để đi tới vị trí mà theo chỉ định của anh Tuấn. Bây giờ anh quê làng rồi, anh mới chỉ sang là vợ tôi kể như nó dựa vô người này, dựa vô người kia, rồi nó bảo đi tìm chỗ này chỗ nọ. Mà dựa vợ nào dựa? Có nghĩa là đây là một trong những cái lý do mà anh giải thích, tôi nói mà giải thích mà tâm linh, giải thích cái kiểu tâm thần, giải thích kiểu giấc mơ, giấc ngủ là thua quý vị. Mình nói cái chi ấy, nó cũng phải có một cái sự suy luận logic. Chứ không phải bây giờ anh đi giải thích mà trời ông địa đi giải thích mà toàn là vợ nhập vô người này người kia. Ủa tại sao lúc đó vợ không nhập thẳng vô chỗ A Sinh đi? Hay là không nhập thẳng vô chỗ con Linh đó? Mà để mà nói thẳng luôn chỗ ông thợ lặn cho nó khỏe, mà lại đi nhập vô ông chú nào, rồi ông chú nào phải điện qua cho Dượng 10, rồi Dượng 10 điện qua Tuấn. Bà con thấy riêng mỗi mà chị Hà nhập không cũng phiền phức đúng không bà con? Có nghĩa là nhập người này, rồi người này điện người kia, rồi người kia điện người nọ điện người nọ nữa, rồi cuối cùng là kéo thợ lặn lên. Bắt đầu là thợ lặn thấy chán quá, thợ lặn thấy chán quá, nói bà mẹ ơi, mình lặn đây mà cả như lặn vì tình vì nghĩa chứ đâu phải lặn vì đồng tiền đâu. Có nghĩa ông này ra là ông lặn để mà ông giúp đỡ hỗ trợ, mà cái như là anh hành anh thợ lặn mà lên bờ xuống ruộng, lúc là chỗ này lúc chỗ kia lúc chỗ nọ, mà lý do anh giải thích hỏi vì sao tôi đang lặn mà ông lại cái như kéo tôi lên để ông chỉ sang cái vị trí khác. Bắt đầu anh nói là cô cha con vợ tôi nó mới kể như là nhập hồn vô trong cái chú kia, rồi báo kể như là tôi phải là đi chỗ này chỗ kia tiền chứ không phải chỗ ông đang lặn. Bà con thấy tào lao không? Nếu mà chị Hà nhập vô đó thì nhập thẳng vô chỗ con Bê Linh đó, nhập chỗ A Sinh cho nó dễ không? Chỉ cần giật dây lên cái đó thì lại không, tôi không nằm ở đó đâu, mà tôi nằm như đám lục bình kia nè đấy, chứ mắc chi mà nhập cái dây chuyền cho nó mệt vậy đó. Đấy là một trong những cái mà Túng tiếp tục ma mày. À, tôi nói là riêng mà hồn nhập không mà tiền tiền thấy bà nậu luôn. À, thất điên bác đảo luôn, không thấy đâu. Chứ giờ tôi muốn đi nó đi, sợ nó tức tội nó không ấy. Thì ở đây anh chắc chúng thì cũng là đại diện bên cái vấn đề
Bà con nghe không? À, anh không đi nữa vì đi sợ con vợ nó giận nó không lên. Bắt đầu là dắt chúng nè, cái vai trò dắt chúng ở đây cực kỳ quan trọng luôn. À, bà con đừng có lầm cái vai trò thằng dắt chúng ở đây nha. Có nghĩa rằng bà con nhớ một cái chi tiết này nè. Khi Tuấn bị công an mời vô để uống nước trà, theo lời của Tuấn nó là để đảm bảo sự an toàn. À, thì dắt chúng ngồi đây là mang điểm luôn. Dắt chúng lúc đó là mang điểm thật sự luôn quý vị. Đó, cho nên cái vai trò dắt chúng này không hề nhỏ chút nào. À, bà con nghe, nghe cái anh này, anh giới thiệu cái vai trò của anh dắt chúng trong cái vấn đề này như thế nào nha. Ghê lắm quý vị. À, lặng chỗ này, chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia đi tùm lum nha. Chứ giờ tôi không muốn đi, nó đi sợ nó tức tội nó không ấy. Thì ở đây anh dắt chúng thì cũng là đại diện bên cái vấn đề tìm kiếm là giống như là tự nguyện á. Chứ không có đòi hỏi gì, nhưng mà nào chia sẻ lên giùm em cho cộng đồng kiếm tiếp vợ em. Đó, bà con thấy vai trò dắt chúng không? Dắt chúng là một người gọi là đại diện, một người đại diện trong cái tìm kiếm. Bà con thấy không? Cái nghĩa là cái như là Tuấn vẫn có người đại diện trong tìm kiếm rõ ràng, mà phải cứ dắt chúng lên để làm đại diện mới ghê chứ. À, dắt chúng là người đại diện trong cái vấn đề tìm kiếm của chị Hà, mà bà nậu ơi đại diện cái chi mà toàn là chỉ vô cái đám lục bình, vô đám bèo. À, rồi lúc là cái như là nghe cái mùi này nó thối thối, chỗ kia nó thối thối. Đấy, cho nên cái vai trò dắt chúng này là một trong những người mà nói thật sự với con, tôi nghe tôi nhìn đâu là tôi nghi ngờ anh này là cái như là nó có liên quan gì mật thiết lắm trong vấn đề này. Trên khi mà cái như là anh Tuấn là được công an là cái như là mời vô đồ uống nước trà, à, thì dắt chúng ngồi này là chuẩn bị mang biển. Đấy, qua mấy hôm sau bắt đầu là dắt chúng là cái như là không thấy Tuấn xuất hiện, nó lên bắt đầu nó tố ngược anh Tuấn là nó nói một câu rằng tôi tin rằng anh Tuấn là 99% rồi. Đấy, bà con thấy không? Có nghĩa cái thằng đây đó, cái thằng đây là nó cũng biết rất rõ cái từng cái là cái đường đi nước bước thế này. À, cho riêng dắt chúng đó, là bà con đừng nên bỏ qua cái nhân vật này, mà hãy tập trung một chút nữa tìm ra những cái gọi chứng cứ đầy thuyết phục liên quan đến chúng đó. Chung là cái vấn đề này là đã là buông lưới rồi quý bà con. Đây đã gọi là cái như là thiên la địa dẫm bao dây rồi, thì bây giờ phải bắt cho hết, đừng để con chim sẻ nào lọt. Đấy, thậm chí một con chim sẻ cũng không thể lọt được. À, phải làm như thế cho nó chừa. Chứ tôi nói quý bà con, bây giờ nó thật sự tự dưng anh ở đâu anh tới mà anh đại diện cả như đi tìm kiếm, mà anh đại diện chi mà toàn trong đám lục bình, anh cả như là chạy thấy mọi nậu luôn. Đấy, mà ngoài cái đại diện đó thì mình không nói đi, mà chắc là thâu, nếu anh có tình có nghĩa anh giúp người, giúp người cũng được đi, nhưng mà chơi cái kiểu là ma mị, cứ nói là bà thủy ôm sát. Đấy, tôi nói bây giờ nếu mà chị Hà không phụt lên đó thì cả ngàn đời bà con ở sông Giàm Cống cũng nghĩ là bà thủy, cũng nghĩ bà thủy giữ chị Hà. Cái đâu có biết đâu quý bà con, đâu có biết đây là cái chiêu bài của ông thủy. À, nhiều lúc là ông thủy ông sướng lên là ông sẽ có những cái trò là gọi là cái như là lên bờ xuống ruộng ta. À, ông thủy này cũng từng, ông thủy này cũng từng là cái như là có những cái câu chuyện mà liên quan đến là cũng là một người mất tích rồi. À, chứ không phải không có. Ông thủy này cũng đã liên quan đến một cái sự việc và một người mất tích rồi nha. Và kể như là chỗ dì Năm, à, cũng liên quan đến là cái dây, cái hàng rào kể như là nhiễm điện rồi. À, cho có những cái mà mình cảm thấy rằng đây là một trong những cái vấn đề mà phải đặt một dấu hỏi rất lớn. Đó. Nhưng mà anh giờ có dạng là lặng nào mướn đi, lặng 5-6 người cũng được. Cái này bây giờ anh lên cộng đồng như có thời lặng như kiếm lục bình này kia thì em chịu cho phí tiếp nha. Đó bà con nghe không? Có nghĩa trong cái đầu anh này đó, anh cần là cần thợ lặng tới để mà lục vào những đám lục bình thôi, chứ anh không cần thợ lặng mà tới khu vực xà lan. Trong cái ước nguyện của anh cũng vậy, ước gì bây giờ có 5-6 thợ lặn để vào những đám lục bình ta lục chơi,
Tôi nói quý bà con, bây giờ cái vấn đề anh thợ lặn nào mà anh tới anh gặp anh Tuấn anh cũng sợ thấy mồi đậu luôn, đúng không? Thợ lặn á, thợ lặn là người ta hay chia sẻ thông tin với nhau lắm. Có nghĩa rằng cái như là một người đầu tiên xuống mà thấy cái sự nó bất ổn từ gia đình đó, là họ sẽ điện những người còn lại. Có nghĩa là trong bang của họ, trong nhóm của họ điện, họ nói ngay, nó hô hào sáng tao ra tao tìm cái xác của bà vợ ông Tuấn mà tao mới vừa lặn xuống tao lấy mỗi cái quần đùi lên thôi, là trên này ông giật dây là tao lên, ông bảo tao vô đám lục bình tao lặn thâu bỏ không chơi nữa. Thì tôi hỏi quý con, chỉ cần người ta lên thông báo một tin thế thì anh có thuê bao nhiêu cũng không ai dám làm cho anh.